Dự án khu đô thị mới này là một trong những công trình trọng điểm của thị trấn Phố Lu. Đây cũng là dự án về nhà ở đầu tiên ở đây được xây dựng. Với diện tích trên 14 ha, được quy hoạch đồng bộ, kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông và các công trình hạ tầng xã hội, dự án sau khi hoàn thành sẽ phục vụ cho trên 2.000 cư dân. Với cái chủ trương của địa phương cộng với cả cái tinh thần của chủ đầu tư cũng quán triệt xuống nhà thầu, thì nhà thầu là cũng với cái tinh thần là sẽ thực hiện cái dự án với cái chất lượng tốt nhất và cái thời gian để hoàn thành cái dự án là sẽ đáp ứng đúng với cái tiến độ chủ trương của địa phương và của chủ đầu tư đấy. Còn với dự án xây dựng hồ trung tâm thị trấn Phố Lu, bên cạnh việc tạo cảnh quan, điều hòa không khí khu vực trung tâm, thì sau khi dự án hoàn thành sẽ tạo ra mặt bằng dân cư dọc trên các tuyến đường ven hồ. Theo quy hoạch thì nó có những cái lô biệt thự, đấy, đều biệt thự thì bán theo cái xung quanh hồ. Thì như vậy tạo ra những cái lô đất đấy để xây theo kiểu mẫu. Thì như vậy sau này tạo cái diện mạo, cái cảnh quan của cái hồ nó được đẹp hơn. Bảo Thắng đang xây dựng 5 khu đô thị mới, trong đó một số dự án có tổng đầu tư lớn, vị trí đắc địa như khu đô thị Cường Thịnh, khu đô thị mới Phú Long, dự án khu dân cư Làng Trưng, xã Sơn Hà. Không chỉ giải quyết về nhu cầu nhà ở mà các dự án này còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay các khu dân cư này thì cũng đang triển khai thực hiện theo đúng các quy hoạch được duyệt. Và các khu đô thị, khu dân cư này khi mà thực hiện ấy thì đáp ứng được cái thứ nhất là về cơ sở hạ tầng sẽ đồng bộ và thứ hai là đảm bảo về cái nhu cầu và sinh hoạt thực tế của người dân cũng như là các cái sự phát triển của các cơ quan tổ chức để thực hiện trong các khu dân cư này. Trong thời gian tới, huyện Bảo Thắng sẽ phát triển nhà ở theo hướng giảm tại khu vực trung tâm, tăng tại các khu vực phát triển mới, đô thị vệ tinh, đô thị sinh thái. Trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội phục vụ người có thu nhập thấp.